Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nghe và giải thích hội thoại theo giáo trình tiếng Hàn tổng hợp tập trung cấp 3, bài 10, chủ đề là Yeoheng, du lịch. Sẽ có hai hội thoại trong bài, các bạn nghe, sau đó chúng ta cùng dịch nghĩa và lưu ý những từ vựng quan trọng xuất hiện trong hội thoại nhé. Thewa il, hội thoại số 1. 여러분, 제 발음을 잘 듣고 따라해볼까요? Các bạn nghe và nhắc lại theo mình nhé. Có hai nhân vật là bạn Hương và bạn Yujin. 방학에 여행을 좀 할까 하는데 여행지 좀 추천해 주세요. 방학에 여행을 좀 할까 하는데 여행지 좀 추천해 주세요. 경상도 경주를 추천하고 싶어요. 경상도 경주는 추천하고 싶어요. 경주는 뭐가 유명한데요? 경주는 뭐가 유명한데요? 경주는 경치가 아름답고 신라의 문화 유적이 많아요. 경주는 경치가 아름답고 신라의 문화 유적이 많아요. 그래요? 한번 가보고 싶네요. 그래요? 한번 가보고 싶네요. 꼭 한번 가보세요. 꼭 한번 가보세요. 한국 학생들도 수학 여행을 많이 간다고 해요. 한국 학생들도 수학 여행을 많이 간다고 해요. 여러분 잘 들었습니까? Các bạn đã nghe rõ chưa? Ở đây các bạn cần lưu ý một chút về cách phát âm xin và ra. Các bạn sẽ phát âm biến âm thành xin là. Nữa là gì nhỉ? Su hắc nho hèn. Các bạn sẽ biến âm là su hăng nho hèn. Su hăng nho hèn. Hàn Quốc học sinh đều đủ su hăng nho hèn ấy mà đi khẳng thao cô hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và dịch hội thoại. 방학에 여행을 좀 할까 하는데 여행지 좀 추천해 주세요. Tớ đang tính đi nghỉ trong kỳ nghỉ. Cậu giới thiệu một số địa điểm tham quan với nhé. Các bạn có 방학에, 방학 có nghĩa là cái kỳ nghỉ. 방학에 có nghĩa là vào kỳ nghỉ, trong kỳ nghỉ. 여행을 하다 có nghĩa là đi nghỉ, đi du lịch. Còn cái cấu trúc động từ bỏ tà gắn 를까 하다, cái cấu trúc này mang nghĩa là định, đang tính, đang định làm một cái gì đó. 는데 có thể hiểu là gì nhỉ? Một cái thành phần để nối kết hai vế câu để cái vế sau nó diễn ra một cách tự nhiên hơn. Tớ đang tính đi nghỉ trong kỳ nghỉ đấy. 여행지 có nghĩa là gì nhỉ? Cái địa điểm tham quan. 추천해 주세요. Hãy giới thiệu cho tớ với. Các bạn có từ 추천하다 có nghĩa là tiến cử, đề xuất. Các bạn dịch một cách nhẹ nhàng sẽ là gì? Giới thiệu. 방학에 여행을 좀 할까 하는데 여행지 좀 추천해 주세요. Các bạn có đây từ 좀, các bạn nhiều bạn hỏi là từ 좀 này mang nghĩa là gì? Đứng trước động từ, các bạn hiểu đơn giản thôi là gì nhỉ? Tớ đang tính đi nghỉ, đi du lịch một chút đấy. Đi du lịch một chút ấy, thì các bạn hiểu là tớ đang tính đi nghỉ một chút hoặc là một thời gian, thì cậu giới thiệu cho tớ một số địa điểm tham quan với nhé. Từ chôm ở đây thường dùng ở trong câu đứng đằng trước của động từ và nó thường dùng trong cái câu đề nghị nhờ vả để cái lời nhờ vả ấy nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu giới thiệu cho tớ một chút được không? Kiểu như thế. 경상도 경주를 추천하고 싶어요. 경상도 경주를 추천하고 싶어요. Có nghĩa là tớ muốn giới thiệu thành phố Gyeongju của tỉnh Gyeongsang. Gyeongsang-do có nghĩa là Gyeongsang là tên địa danh, do có nghĩa là tỉnh, Gyeongsang-do là tỉnh Gyeongsang, Gyeongju tên địa danh và thường sẽ thêm từ si thì các bạn dễ hiểu hơn. Gyeongju-si có nghĩa là thành phố Gyeongju. 추천하다, 추천하다 là giới thiệu. Ha, các bạn bỏ tà gắn 고 싶어요 mà nghĩa là muốn. Gyeongsang-do 경주를 추천하고 싶어요. Tớ muốn giới thiệu thành phố Gyeongju của tỉnh Gyeongsang. 경주는 뭐가 유명한데요? 경주는 뭐가 유명한데요? 경주 nổi tiếng về cái gì? Các bạn có 유명하다 có nghĩa là nổi tiếng. 는데요
một hình thức kết thúc đuôi câu một cách nhẹ nhàng lịch sự. 경주는 뭐가 유명한데요? 경주 nổi tiếng về cái gì nhỉ? 경주는 경치가 아름답고 신라의 문화 유적이 많아요. 경주는 경치가 아름답고 신라의 문화 유적이 많아요. 경주 thì phong cảnh đẹp, 경치 là phong cảnh, cảnh trí, 아름답다 có nghĩa là đẹp, lộng lẫy, 고 mang nghĩa là và, 아름답고 dùng để nối hai động từ hoặc là hai tính từ. 신라의 문화, các bạn có từ 신라 phát âm biến âm. 문화 là văn hóa, 유적 có nghĩa là di tích. 문화 유적 có nghĩa là di tích văn hóa. 신라의 của 신라. 의 các bạn phát âm thành e, nó mang nghĩa sở hữu của cái gì đó. Thì bạn phát âm 의 thành e. 만나요 nhiều, 만나요. 경주는 경치가 아름답고 신라의 문화 유적이 많아요. 경주 có phong cảnh đẹp và có nhiều di tích văn hóa của 신라. Tiếp theo, 그래요? 한번 가보고 싶네요. 그래요? 한번 가보고 싶네요. Thế á, tớ muốn đến đó một lần ghê. 그래요? Thế hả? Thế à? 한번 là một lần. 가보다. 가보다 có nghĩa là thử. Thử đến một lần xem sao, thử đến xem sao. Các bạn có gắn với 고 싶다 có nghĩa là muốn. 가보고 싶다 là muốn đến đó một lần, 한번. Và cái đuôi 네요, đuôi câu cảm thán, thường các bạn khi mà muốn thể hiện cái cảm xúc rất là thích thú hoặc là ngạc nhiên, thường là khi thể hiện cái cảm xúc. Thì trong trường hợp này các bạn hiểu sẽ là gì nhỉ? Oh, 그래요? 한번 가보고 싶네요. Ôi, tớ muốn đến đó một lần ghê ấy. Thì kiểu như thế. Và khi nói với 네요 thì các bạn cũng thể hiện cái giọng điệu của các bạn thích thú một chút nhé. 꼭 한번 가보세요. 꼭 한번 가보세요. Nhất định đến một lần xem sao nhé. 꼭 có nghĩa là nhất định. 한번 là một lần, 가보다 là thử đến, đến xem sao. Thường các bạn sẽ có động từ gắn với a hoặc là o hoặc là 해보다 mà nghĩa là thử làm một cái gì đó. 세요 là hãy. 꼭 한번 가보세요. Nhất định cậu hãy thử đến một lần xem sao nhé. 한국 학생들도 수학 여행을 많이 간다고 해요. 한국 학생들도 수학 여행을 많이 간다고 해요. Tớ nghe nói là học sinh Hàn cũng đi thực tế nhiều lắm. 학생, các bạn có 학생 gấp đôi phụ âm. 학생들 có nghĩa là những học sinh, các học sinh. 한국 là Hàn Quốc. 한국 학생들 có nghĩa là các học sinh Hàn Quốc. 도 là cũng. 수학 여행, 수학 여행, 수학 여행을 많이 간다고 해요. 수학 여행을 가다 có nghĩa là đi thực tế, đi du lịch thực tế. 많이 có nghĩa là nhiều. 는 다고 해요. Cấu trúc của câu nói, câu trích dẫn gián tiếp mà nghĩa là gì nhỉ? Tớ nghe nói là, tớ thấy bảo là, tớ thấy bảo là. Các bạn dịch từ dưới lên. Tớ thấy bảo là 한국 학생들도 những học sinh Hàn Quốc cũng 수학 여행을 많이 간다고 해요. Cũng đi du lịch, trải nghiệm hoặc là đi thực tế nhiều lắm. Các bạn chú ý từ vựng nha. 방학, 방학 là kỳ nghỉ. Có thể là 여름 방학 có nghĩa là kỳ nghỉ hè hoặc là 겨울 방학 kỳ nghỉ đông. 여행을 하다, 여행을 하다 có nghĩa là du lịch hoặc là đi du lịch. 여행지, 여행지 địa điểm du lịch. 추천하다, 추천하다 giới thiệu, tiến cử. 추천해주다, 추천해주다 giới thiệu cho. Thường là gì nhỉ? 좀 추천해주세요 giới thiệu cho mình với. 경상, 경상 tên địa danh. Và các bạn sẽ có từ 도 đằng sau là 경상도 là tỉnh 경상. 경상도 tỉnh 경상. Tiếp theo, 유명하다, 유명하다 nổi tiếng. 아름답다, 아름답다 đẹp. 수학 여행을 가다, 수학 여행을 가다 đi thực tế. 신라의 문화 유적이 많다, 신라의 문화 유적이 많다
có nghĩa là gì nhỉ? Nhiều di tích văn hóa của Silla. Ở đây mình viết thiếu, các bạn có Sillae có nghĩa là của Silla này, Munhwa là văn hóa, Yuchok có nghĩa là cái di tích, Munhwa Yuchoki Mantha có nghĩa là nhiều. Gyeongsu thì các bạn sẽ có Gyeongsu là một cái thành phố ven biển nằm ở góc đông nam của tỉnh Gyeongsang tại Hàn Quốc. Tiếp theo chúng ta chuyển sang đề hoa ỉ hội thoại số 2. Yeoreobun, chaeun deureoboseyo. Các bạn nghe rõ nhá. Hưng Si, Jiwon Si가 2월에 4박 5일로 베트남에 온다고 해요. Hưng Si, Jiwon Si가 2월에 4박 5일로 베트남에 온다고 해요. 아, 그래요? 2월이면 베트남 날씨가 아주 좋을 때네요. 아주 덥지 않으면서 한국의 추위를 피할 수 있거든요. 아, 그래요? 2월이면 베트남 날씨가 아주 좋을 때네요. 아주 덥지 않으면서 한국의 추위를 피할 수 있거든요. 지원 씨가 가족들과 함께 오는데 어디에 가는 게 좋으냐고 해요. 좋은 곳을 알면 소개 좀 해주세요. 지원 씨가 가족들과 함께 오는데 어디에 가는 게 좋으냐고 해요. 좋은 곳을 알면 소개해 주세요. 발라 소개 좀 해주세요. 풍야 개방 국립공원이 괜찮을 거예요. 풍야 개방 국립공원이 괜찮을 거예요. 세계 자연유산적인 가장 큰 서해안 동굴의 멋으로 볼수 있고 멋진 경치를 구경하고 휴식 시간을 즐길 수도 있고요. 그렇겠네요. 흥 씨가 풍야 개방 국립공원으로 주전했다고 이야기할게요. 그렇겠네요. 흥 씨가 풍야 개방 국립공원으로 주전했다고 이야기할게요. 네, 지원 씨한테 미리 일정을 알려주시면 제가 안내도 해줄 수 있다고 이야기해 주세요. 네, 지원 씨한테 미리 일정을 알려주시면 제가 안내도 해줄 수 있다고 이야기해 주세요. 여러분, 잘 들었습니까? 지금 우리 같이 번역하세요. 그래서 cùng nhau dịch nhé. 흥 씨, 지원 씨가 2월에 4박 5일로 베트남에 온다고 해요. Hương ơi, Jiwon bảo là sẽ đến Việt Nam vào tháng 2. Trong 5 ngày 4 đêm, Hương Si, Jiwon Si가 Jiwon이 2월에 vào tháng 2 thì 4박 5일, 4박 có nghĩa là 4 ngày, 5일 là 5, 5 ngày, còn 4박 là 4 đêm, 4박 là 4 đêm, 5일 là 5 ngày. 베트남에 온다고 해요. 베트남에 오다 là đến Việt Nam. 는 다고 해요. có nghĩa là bảo là. 지원 씨가 2월에 4박 5일로 베트남에 온다고 해요. 지원 bảo là đã bảo là sẽ đến Việt Nam vào tháng 2 trong 5 ngày 4 đêm. 아, 그래요? 2월이면 베트남 날씨가 아주 좋을 때네요. 아, 그래요? 아, 대야, 오, 대야. 2월이면, có nghĩa là gì nhỉ? 2월 là tháng 2, 2면 có nghĩa là nếu là tháng 2 thì 베트남 날씨가 thời tiết Việt Nam 아주 좋을 때네요. Nếu mà là tháng 2 thì là cái thời điểm mà thời tiết Việt Nam rất tốt đấy. Các bạn có 아주 là rất, 좋다, 날씨가 좋다 là thời tiết tốt. Còn 뭐다 đi gần 을 때, mà nghĩa là các bạn có từ te mang nghĩa là lúc hoặc là khi hoặc là thời điểm. Chỗ te có nghĩa là cái thời điểm tốt, khi tốt, nề dụ đưa câu cảm thán.
Có nghĩa là gì nhỉ? Tháng 2 là thời điểm thời tiết ở Việt Nam rất tốt đấy. 2월이면 베트남 날씨가 아주 좋을 때네요. 아주 덥지 않으면서 한국의 추위를 피할 수 있거든요. có nghĩa là vừa không nóng quá lại còn có thể trốn cái lạnh của Hàn Quốc. 아주 là gì nhỉ? Rất quá, 덥다 có nghĩa là nóng, còn 덥지 않다 có nghĩa là không nóng. Các bạn có 아주 덥지 않다 là không nóng quá. 으면서 mà nghĩa là vừa, vừa thế này lại vừa thế kia. 한국의 추위, 추위 có nghĩa là cái lạnh. 한국의 추위 là cái lạnh của Hàn Quốc. 피하다, 피하다 mà nghĩa là trốn hoặc là tránh, trốn tránh. Các bạn sẽ có 릴 수 있다 có nghĩa là có thể trốn cái lạnh của Hàn Quốc. 거든요. Đây là một cấu trúc ngữ pháp. Và trong trường hợp này nó mang nghĩa là vì. Tức là gì nhỉ? Tháng 2 là thời điểm ở thời tiết ở Việt Nam rất tốt. Là bởi vì sao? Vì vừa không nóng quá lại vừa có thể trốn cái lạnh của Hàn Quốc. Tức là nó không nóng cũng không, không lạnh. 지원 씨가 가족들과 함께 오는데 어디에 가는 게 좋으냐고 해요. 지원 đi cùng gia đình và anh ấy hỏi là nên đi đâu được. 지원 씨가 지원 ấy thì 가족들과 함께 cùng với mọi người trong gia đình này. 오다 là đến. 는데 các bạn hiểu là gì nhỉ? Đơn giản thôi là cái sự liên kết để nói cái câu sau một cách cởi mở tự nhiên. Trong nhiều trường hợp khác thì nó mang nghĩa là nhưng mà. 어디에 가다 có nghĩa là đi đến đâu. 는 게, 조다 có nghĩa là làm cái gì thì tốt. Các bạn có động từ bỏ다 가 는 게, 조다 có nghĩa là gì nhỉ? Làm cái việc gì đó thì tốt. 어디에 가는 게 좋으냐고 해요. 으냐고 해요. Một cấu trúc ngữ pháp dạng câu hỏi gián tiếp mà nghĩa là gì nhỉ? Anh ấy hỏi là 으냐고 해요 mà nghĩa là hỏi rằng đi đến đâu thì tốt. 지원 ấy, anh ấy bảo là anh ấy đi cùng gia đình và anh ấy hỏi là nên đi đâu được, nên đi đâu thì tốt. 좋은 곳을 알면 소개 좀해 주세요. 좋은 곳을 알면 소개 좀해 주세요. Bạn biết chỗ nào hay thì giới thiệu nhé. 좋은 곳 có nghĩa là cái chỗ nào mà tốt, chỗ nào mà ok, chỗ nào mà được ấy. Al tà là biết, bỏ tà gắn với miên. Al miên có nghĩa là nếu biết chỗ nào tốt thì soge chôm he chuseo thì làm ơn giới thiệu chút nhé, giới thiệu cho tớ nhé, giới thiệu cho cậu ấy nhé. Bạn Hương sẽ trả lời, phong nha khẻ bảng cung nip cung quyến chăn vườn quốc gia phong nha khẻ bảng chắc được đó. Phong nha khẻ bảng có nghĩa là gì nhỉ? Tên riêng. Cung níp công quần có nghĩa là công viên quốc gia, vườn quốc gia. Khuyến chăn thả có nghĩa là ổn, được. Còn ư còi ồ mà nghĩa là chắc là sẽ ổn đó, hoặc là chắc là sẽ được đó. Phong nha khẻ bằng cung níp công quần ý, khuyến chăn ư còi ồ. Sê kê chá yon yu san chó kín, khá chăng khân sọc khuê ám, thông cú rê mò sư rô, bồn sư ít cô. 멋진 경치를 구경하고 휴식 시간을 즐길 수도 있고요. có nghĩa là vừa có thể thấy vẻ đẹp của hang động đá voi lớn nhất mang tính di sản thiên nhiên thế giới, vừa ngắm cảnh tuyệt vời và còn có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Các bạn có ở đây nhé. Chúng ta sẽ có xe kê là thế giới, 자연 유산 저긴. 자연 có nghĩa là tự nhiên, thiên nhiên. Du san có nghĩa là gì nhỉ? Di sản. Chó kinh có nghĩa là mang tính. Các bạn sẽ có Sê kê chá yon du san chó kinh có nghĩa là mang tính di sản thiên nhiên thế giới. Kha chàng là nhất. Khân có nghĩa là lớn. Bạn sẽ có sau khuê ảm có nghĩa là gì nhỉ? Đá vôi. Còn thông cùi có nghĩa là hang động. Sau khuê ảm thông cùi có nghĩa là hang động đá vôi. Mọt có nghĩa là gì nhỉ? Vẻ đẹp. Vẻ đẹp, các bạn sẽ có vẻ đẹp và từ ư ở đây mang nghĩa là phát âm là e, thống cu re mọc có nghĩa là gì nhỉ? Cái vẻ đẹp của hang động đá vôi lớn nhất mang tính di sản thiên nhiên thế giới, tức là phong nha kẻ bàng đấy.
các bạn sẽ có 보다 mà nghĩa là xem hoặc là nhìn, còn 들 수 있다 nghĩa là có thể, là gì nhỉ? Vừa có thể thấy, 고 mà nghĩa là vừa, ở đây có từ 고, ở đây cũng có từ 고, thì các bạn hiểu là vừa thế này lại vừa thế kia, các bạn sẽ dịch ở đây nhá. Vừa có thể thấy vẻ đẹp của hang động đá vôi lớn nhất mang tính di sản trên thế giới. Vừa có thể, 구경 하다 là ngắm nhìn, 경치 phong cảnh, 멋진 경치 phong cảnh đẹp, bao la hùng vĩ hoặc là ngầu gì gì đó. Và cái từ và ở đây tiếp tục, vừa có thể 휴식 시간 có nghĩa là thời gian nghỉ ngơi, 즐기다 là tận hưởng, 들 수도 있다 có nghĩa là vừa cũng có thể tận hưởng cái khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn, 고요 có nghĩa là thêm vào đó. Các bạn sẽ có ở đây nhé, sẽ dịch là gì nhỉ? Vừa có thể thấy vẻ đẹp của hang động đá vôi lớn nhất mang tính di sản thiên nhiên thế giới. Có các bạn có thể nói là gì nhỉ? Vừa có thể thấy vẻ đẹp của hang động đá vôi lớn nhất thế giới mang tính di sản thiên nhiên, vừa có thể ngắm cảnh tuyệt vời và thêm vào đó 고요 và thêm vào đó thì còn có thể cũng có thể tận hưởng cái khoảng thời gian nghỉ ngơi. Cái câu này thì cấu trúc nó từ nó hơi phức tạp một chút, các bạn cứ từ từ các bạn phân tích từng cụm một. Tiếp theo 그렇겠네요. 그렇겠네요. 흥 씨가 성냥 개방 국립공원으로 추천했다고 이야기할게요. Đúng vậy nhỉ? Mình sẽ nói là Hương đã giới thiệu vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Các bạn sẽ có ở đây 그렇겠네요. 그렇겠네요. Đúng vậy nhỉ? Hương xì Phong Nha Kẻ Bàng 국립공원. 국립공원 có nghĩa là công viên quốc gia. 추천하다 là giới thiệu. 추천했다 là đã giới thiệu. 이야기할게요 có nghĩa là sẽ nói chuyện. 다고 mà nghĩa là rằng hoặc là và, à rằng như này, tức là gì nhỉ? Mình sẽ nói chuyện với cái bạn kia ấy là Hương đã giới thiệu sang cái công viên vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. 네, 지원 씨한테 미리 일정을 알려 주시면 제가 안내도 해 줄 수 있다고 이야기해 주세요. Vâng, bạn hãy nói với Jiwon là nếu cho mình biết trước lịch trình, mình cũng có thể hướng dẫn cho bạn ấy. 네, Jiwon 씨한테 các bạn sẽ có 이야기해 주세요 có nghĩa là làm ơn hãy nói chuyện. Jiwon 씨한테 với Jiwon là các bạn có là gì nhỉ? 다고 mang nghĩa là rằng hoặc là. Có nghĩa là các bạn, đây lại một câu trích dẫn gián tiếp tiếp. Các bạn sẽ có ở đây nhé. 이야기해 주세요. Hãy nói rằng, 다고 mà nghĩa là rằng. 미리 일정을, 일정을 có nghĩa là 미리 일정 có nghĩa là cái lịch trình trước ấy, cái lịch trình thì 알려 주시면 tức là nếu cho biết, tức là nếu cho biết 미리 일정을 알려 주시면 nếu cho biết trước lịch trình thì 제가 더 안내도 해 줄 수 있다고 이야기해 주세요. Đây cả một cái cụm này là cái trích dẫn lại cái lời của bạn Hương. Tức là bạn Hương bảo là gì nhỉ? Cậu hãy nói với Chiwon là gì nhỉ? Nói rằng nếu mà cho tớ biết trước cái lịch trình ấy thì tớ cũng có thể là tớ sẽ hướng dẫn cho bạn ấy. 네, 지원 씨한테 미리 일정, 일정 các bạn gấp đôi phụ âm 일정을 알려주시면 제가 안내도 해 줄 수 있다고 이야기해 주세요. Các bạn có 안내, 안내하다 có nghĩa là hướng dẫn. 안내도 해 주다 là gì nhỉ? Cũng là hướng dẫn thì tớ cũng hướng dẫn cho. Còn 줄 수 있다 có nghĩa là có thể, tức là nếu mà cho tớ biết trước lịch trình ấy thì cũng có thể là tớ sẽ hướng dẫn cho đấy. Ở bài này là có cái cấu trúc của câu nói gián tiếp nên là các bạn cần chú ý. Tiếp theo chúng ta lưu ý từ vựng. 4박 5일. 4박 5일 là 5 ngày 4 đêm. 날씨가 아주 좋을 때 có nghĩa là lúc thời tiết sẽ rất tốt hoặc là cái thời điểm mà thời tiết sẽ rất tốt. 덥지 않다. 덥지 않다 là không nóng. 한국의 추위를 피하다. 한국의 추위를 피하다. Tránh cái lạnh của Hàn Quốc. 한국의 추위 là cái lạnh của Hàn, 피하다 là tránh. 으냐고 해요. 으냐고 해요 là hỏi rằng.
어디에 가는 게 좋으냐고 해요. 헐라, 니도 thì được. 좋은 곳, chỗ được hoặc là chỗ đẹp, cái nơi đẹp, đây là một cụm danh từ. 소개 좀 해주세요. 소개 좀 해주세요. giới thiệu cho tôi với. 국립공원, 국립공원, công viên quốc gia. 세계 자연유산적인, 세계 자연유산적인, mang tính di sản thiên nhiên thế giới. 가장 큰 석회암 동굴, 가장 큰 석회암 동굴, hang động đá vôi lớn nhất. 멋진 경치, 멋진 경치, phong cảnh đẹp. 구경하다, 구경하다, ngắm. 추천했다, đề cử, tiến cử, đề xuất, hoặc là giới thiệu. 미리 일정을 알려주다, 미리 일정을 알려주다, cho biết trước lịch trình. 안내해주다, 안내해주다, hướng dẫn cho. 여러분, 다시 한번 잘 들어보세요. Các bạn nghe lại một lần nữa. 대화 1. 방학에 여행을 좀 할까 하는데 여행지 좀 추천해 주세요. 경상도 경주를 추천하고 싶어요. 경주는 뭐가 유명한데요? 경주는 경치가 아름답고 신라의 문화 유적이 많아요. 그래요? 한번 가보고 싶네요. 꼭 한번 가보세요. 한국 학생들도 수학여행을 많이 간다고 해요. 대화 2. 흥 씨, 지원 씨가 2월에 4박 5일로 베트남에 온다고 해요. 아, 그래요? 2월이면 베트남 날씨가 아주 좋을 때네요. 아주 덥지 않으면서 한국의 추위를 피할 수 있거든요. 지원 씨가 가족들과 함께 오는데 어디에 가는 게 좋으냐고 해요. 좋은 곳을 알면 소개 좀 해주세요. 청약개방, 국립공원이 괜찮을 거예요. 세계 자연유산적인 가장 큰 석회암 동굴의 멋으로 볼수 있고 멋진 경치를 구경하고 휴식 시간을 즐길 수도 있고요. 그렇겠네요. 후응 씨가 청약개방, 국립공원으로 추천했다고 이야기할게요. 네, 지훈 씨한테 미리 일정을 알려주시면 제가 안내도 해줄 수 있다고 이야기해 주세요. 여러분, 잘 들었습니까? 오늘은 여기서 수업을 마칩니다. 열심히 공부해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 만나요.